Cũng trong sáng ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đoàn đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục Ban Mê Thuột, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, cộng đoàn Bao Lô Vi Nhân. Tại những nơi đến thăm trong không khí hân hoan của lễ giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới 2024, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi đến các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân lời chúc sức khỏe, chúc một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí Võ Văn Cảnh cũng thông tin một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2023, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của bà con giáo dân đã đoàn kết chung tay cùng chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn phát triển kinh tế xã hội, nhất là trên lĩnh vực nhân đạo, thiện nguyện, bảo vệ môi trường, giáo dục và y tế tại các nơi đến thăm đại diện các cơ sở tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đồng thời khẳng định sẽ luôn ý thức xây dựng củng cố khối đại đoàn kết nơi địa bàn sinh sống chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương